Hải thường phôn hoa, lâu cảnh lý thấm lên giường với đầu kiên, tinh tiến mắc tính 18 công khiến ai cũng đỏ mặt. Cảnh dương chiếu của lý thấm và đầu kiên ở hải thương phôn hoa cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ekip sản xuất web Di Lama hải thường phôn hoa vừa làm phát náo loạn vì hé lô cảnh dương chiếu của đồ hiểu tô và lôi vũ tranh. Trong ảnh đồ hiểu tô uống rượu say xỉn rồi liên tục bám lấy lôi vũ tranh, con nàng ôm ấp hôn môi vũ tranh rồi còn cùng anh nằm xuống giường. Phán của Hải Thương Phôn Hoa nhận xét rằng, nhìn Lý Thấm đầu kiến đóng cảnh nóng mà đã thấy rân rân. Đồng thời bày tỏ hy vọng ekip sản xuất đừng cắt cảnh 18 cống hấp dẫn này. Trong nguyên tạc tiểu thuyết, quả thực hai nhân vật Đỗ Hiểu Tô và Lôi Vũ Tranh có lên giường với nhau, mọi chuyện xuất phát từ việc Độ Hiểu Tô say rượu rơi ngã xuống đường, sau đó được Lôi Vũ Tranh cứu và đưa về nhà. Vì không còn tỉnh táo nên Đỗ Hiểu Tô đã đánh mất chính mình, cuối cùng còn ngủ với Lôi Vũ Tranh. Sau đó Hiểu Tô quen hết mời chuyện, chỉ có Lôi Vũ Tranh là nhớ mãi không quên. Hiểu Tô còn hẹn hò với Thiều chấn Vinh, em trai của Lôi Vũ Tranh mà chẳng mang gì đến chuyện cũ. Khán giả nhân xét rằng có thể ekip sản xuất hải thường phôn hoa cố tình nhà hàng cảnh nóng để lấy lòng người hâm mộ vì cảnh nóng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của mối quan hệ yêu đương giữa Hiểu Tô và Vũ Tranh sau này nên chắc chắn ekip sản xuất sẽ không thể cắt bỏ. Chính cảnh nóng này đã làm Lê Vũ Tranh nhớ hiểu Tô mại và yêu cô cho đến trọn đời. Hải thường phôn hoa hiện vẫn đang được phát sóng trên Roku tiêu sần video và một số ứng dụng xem phim khác. Các bạn hãy cùng theo dõi bộ phim trong những tập tiếp theo nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.